Xin chào mọi người, quay trở lại với kênh YouTube Chuyên Mobile. Hôm nay là ngày 10 tháng 5, cũng là thứ hai đầu tuần. Thì chúc mọi người sang tuần mới thật nhiều năng lượng để hoàn thành công việc của mình nhé. Hôm nay thì mình lại lên video mới giới thiệu cho mọi người những sản phẩm mà mình đang có tại cửa hàng nhà mình. Ok, mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình qua hai số điện thoại ở trên màn hình 0358 479029 và Zalo là 0979 622994. Địa chỉ hàng thì số nhà 133 Lương Thị Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Ngoài ra thì mình có ship hàng toàn quốc cho người ở xa, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán mọi người nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào vấn đề chính luôn, giới thiệu những chiếc loại cũ giá rẻ cho mọi người tham khảo nhé. Đầu tiên thì mình mới về được một chiếc Oppo A9 2020. A9 2020 này thì chắc chắn là nó vài năm còn bảo hành mọi người nhé. Đó, còn bảo hành khoảng độ 3 đến 4 tháng nữa. Máy hình thức thì còn rất là đẹp này. Con này thiết kế cực kỳ ok mọi người nhé. Đằng sau lưng có 3 mắt camera và vân tay ở đây. A9 2020 này thì được thiết kế là vỏ là đằng sau vỏ nhựa. Hình thức thì màu là màu xanh mọi người nhé. Con này cấu hình là RAM 8, bộ nhớ 128GB, hỗ trợ cọc sạc Type-C này. Trang bị quả pin 5000mAh cho cái thời lượng pin rất là trâu bò mọi người nhé. Đó, màn hình 6.5 inch này. Và giới thiệu cho mọi người nhé, A9 2020. Chip thì Qualcomm Snapdragon 665. Chung là chip Qualcomm Snap ấy, mọi người chơi game cũng rất là ok. Chứ không phải là MediaTek, chơi game cũng rất là cùi mọi người nhé. RAM 8 này, bộ nhớ 128GB nhé. Đó, Oppo A9 2020. Chụp thử camera, camera sau là 48MP. Chụp rất là đẹp và nịnh mắt luôn mọi người nhé. Chiếc Oppo A9 2020 này thì được trang bị là hai sim hai sóng, hỗ trợ 4G đầy đủ hết mọi người nhé. Đây mọi người nhìn qua này, từng cái viền này, từng góc cạnh rất là đẹp nhé. Vân tay đằng sau lưng này. Đó, Oppo A9 2020 thì mình đang bán tại cửa hàng là 3.500.000 đồng. Máy bán ra thì bảo hành 6 tháng, lỗi một đổi một mọi người nhé. Rồi mình giới thiệu trong chiếc A9 2020 mình bán là 3.500.000, bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp. Mọi người yêu thích thì alo cho mình qua hai số điện thoại ở trên màn hình để đặt hàng mọi người nhé. Tiếp theo là một chiếc iPhone này. iPhone con này là iPhone 7 Plus, máy màu đen nhé. Hình thức thì máy nó có sức ở đáy, sức ở dưới đây một tí này. Đấy, nói chung là chung quy là máy mình bán là máy phẩy, còn đâu là bao cho mọi người là main zin, màn zin 100% nhé. Con nào pin yếu thì hỗ trợ mọi người thay pin là cộng 150.000 nữa. Thì con này màu đen, để mình xem nào, pin của nó là 78 thì mình hỗ trợ mọi người thay pin nhá. Còn đâu này nếu mà mọi người về tự thay pin thì mình để giá tự thay pin thôi. Thì con này mình bán là 44 nhá, 4.400.000 này. Máy màu đen bản 128GB quốc tế, 4.400.000 mọi người nhá. Có phẩy như ảnh đây. Mọi người yêu thích chiếc iPhone 7 Plus thì liên hệ cho mình nhá. Rồi mình giới thiệu sang tiếp theo là chiếc A6 2018. Hôm nay thì lại về được một chiếc A6 2018 mọi người nhé. A6 2018 này thì máy là máy bản công ty, nó sẽ hỗ trợ hai sim hai sóng và màn hình Super AMOLED. Máy thì cầm cũng khá là gọn nhẹ tay này, màn hình full tràn viền. Con này thì hỗ trợ vân tay và camera sau lưng đây. Hình thức thì được khoảng 98% mọi người nhé. Máy màu xanh còn rất là đẹp này, hai sim hai sóng, RAM 3, bộ nhớ 32GB. A600 trên này mình bán là 1.700.000 mọi người nhé. 1.700.000. Hôm nọ có một chiếc thì rất là nhiều người hỏi, hôm nay về được thêm một chiếc nữa. Mọi người cần thì alo cho mình nhá. Ngày mình bảo hành cho mọi người là 6 tháng, lỗi một đổi một, tặng sạc cáp nhá. Tiếp theo là mình có hai chiếc A51 này. A51 thì mình có hai màu nhá. Đó là màu đen và màu xanh. Con màu đen thì là mình bán là 4.000.000 tròn. Máy thì vừa hết bảo hành được khoảng hơn 1 tháng nha. Bản công ty hai sim, hình thức thì đều len keng xà beng hết này. Chiếc thứ hai là chiếc màu xanh. Chiếc màu xanh thì còn bảo hành từ tháng 6 năm nay thì mình bán là 4.200.000 nhá, mắn nhỉnh hơn một chút thôi. Máy mà còn bảo hành ấy hay là hết bảo hành thì mình vẫn bảo hành cho mọi người 6 tháng, lỗi một đổi một. Đấy, A51 đây, hai màu, màu đen và màu xanh mới nha. Hình thức này keng long lanh luôn, camera là 4 mắt camera đó,
cộng sạc Type C ở bên dưới này mọi người nhé. Cộng sạc Type C này, jack 3.5. A51 này thì có hỗ trợ vân tay ở trên màn hình. Cấu hình của nó là RAM 6 nhá, bộ nhớ là 128GB. Được trang bị là quả pin 4050mAh. Đó, A51 màn hình Infinity, camera ở trên màn rất là ấn tượng mọi người nhé. Đó, hai chiếc A51 này, RAM 6, bộ nhớ là 128, máy thì bao nguyên zin nguyên bản hết luôn mọi người nhé. Camera nét căng. Ai mà thích một chiếc máy này hiệu năng tốt, pin tốt, gọn nhẹ, cầm sang thì chọn chiếc này quá là hợp lý nhá. Đó, mình bán là 4 triệu chiếc đen, là 4 triệu 2 là chiếc xanh, bảo hành 6 tháng, lỗi 1.1 tặng sạc cáp mọi người nhá, sạc cáp tai nghe luôn cho mọi người yên tâm này. Rồi, vừa rồi là mình giới thiệu A51 nhá. Bây giờ mình xin giới thiệu tiếp theo đi. Sang một chiếc là Xiaomi Note 7. Xiaomi Note 7 con này máy màu đen, hình thức mặt sau lưng thì có xước răm. Note 7 thì đằng sau lưng là có vân tay và camera kép mọi người nhá. Viền con này thì viền đang còn rất là ok. Tổng thể thì máy được khoảng 90-92%. Đó, máy thì màn hình zin đẹp, sáng mọi người nhá. Đó, Xiaomi Note 7 cũng là một chiếc máy khá là được nhiều người yêu thích. Bởi vì sao? Bởi vì là cấu hình và cái hiệu năng nó đem lại rất là tốt. Note 7 này thì hỗ trợ là RAM 4, bộ nhớ là 64GB. RAM 4 là bộ nhớ 64 mọi người nhé. Có hỗ trợ vân tay đằng sau lưng đây, cao sao cam kép. Đấy, chơi game cũng rất là ok. Mi Note 7 em đang bán là 1.9 triệu. Máy bảo hành 3 tháng, với 1.1 tặng sạc cáp mọi người nhé. Tiếp theo là chiếc Nokia 6.1 Plus. 6.1 Plus này thì là RAM 4, bộ nhớ cũng 64GB. Màn hình là màn hình tai thỏ, cực kỳ đẹp mọi người nhé. Con này máy màu trắng, hình thức cục sạc Type C luôn này. Hình thức thì cũng được khoảng 97%. Đó, rất là đẹp. Đằng sau lưng là có hai mắt camera và vân tay. Nokia 6.1 Plus này thì em đang bán là 1.6 triệu mọi người nhé. Máy em bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp, với 1.1 cho mọi người trong một tuần. Tiếp theo là một chiếc Samsung A10. A10 con này là bản công ty 2 sim 2 sóng này. Cấu hình của nó thì cũng đủ dùng thôi, là RAM 2, bộ nhớ 32GB. Được trang bị quả pin cũng rất là khá. Đấy, 2 sim 2 sóng mọi người nhé. Máy thì nhìn tổng thể bên ngoài này, màu đen. Đấy, rất là đẹp, còn được khoảng 95-97%. Chiếc A10 này thì em đang bán là 1.5 triệu. Thì hôm nay em bớt 50.000, còn 1.450 cho mọi người nhé. Máy thì đều bảo hành cho mọi người là nhỏ nhất là 3 tháng, lỗi 1.1 trong 1 tuần. Những con máy thì mình có bảo hành lên đến 6 tháng mọi người nhé. Chiếc tiếp theo là chiếc Samsung A30. A30 này thì mới thu lại được khách lên đời, máy cao hơn thì hình thức thì cũng sức phải nhẹ theo thời gian thôi. Đó, A30 sau lưng là có vân tay và camera kép mọi người nhá. A30 con này thì là bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB thôi. Máy bản công ty 2 sim 2 sóng. Đó, 4G đầy đủ, mặt kính trước rất là đẹp mọi người nhá. Không xô sát gì luôn. Đấy, khách dùng rất là dữ dằn. Đằng sau lưng thì có hơi phải nhẹ thôi. Cổng sạc Type C đầy đủ. A30 này thì mình đang bán với giá là 2.300.000 đồng mọi người nhá. A30 2.3 triệu, máy thì bao nguyên bản, lỗi lầm bảo hành cho mọi người 6 tháng nhá. A30 2.3 triệu tặng sạc cáp. Tiếp theo là một chiếc A7 2018. A7 2018 đang có trên tay đây là bản công ty 2 sim 2 sóng. Màn hình đẹp không ám ối gì cả. A7 2018 này thì là RAM 4, bộ nhớ 64, màn hình AMOLED. Đằng cạnh này thì có vân tay luôn mọi người nhé. Máy thì nói chung là tổng thể thì được khoảng 95%, 2 sim 2 sóng. Đằng sau là có camera bộ 3 mắt luôn này. A7 2018 này thì đang bán là 2.1 triệu thôi mọi người nhé. 2.1 triệu, bảo hành cho mọi người là 3 tháng, đối 1.1 này. Sạc cáp đầy đủ nhá. Ok, mọi người xem video mà muốn mua sản phẩm nào thì liên hệ cho em có hai số điện thoại trên màn hình. Em nhắc lại một chút là 0358479029 và Zalo là 0979622994. Ngoài ra thì em có ship hoàn toàn quốc mọi người nhé. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ lỡ mà
để không bỏ lỡ video em đăng hàng ngày về những chiếc điện thoại cũ giá rẻ, mọi người tham khảo cũng như là nắm được cái giá cả trên thị trường của những chiếc máy mọi người nhé. Em xin giới thiệu đến một chiếc iPhone tiếp theo là iPhone 6 Plus nhé. Con này thì là bản 128GB. Đấy, iPhone 6 Plus này, 128GB luôn. Con này là bản lock thì em đã fix ICD rồi, nên là mọi người cắm SIM và dùng bình thường luôn, không phải ghép SIM ghép chiếc gì cả. Đó, vân tay bình thường, màn zin sáng đẹp luôn mọi người nhé. Đấy, vỏ đây còn nó rất là đẹp luôn, màu gold. Chiếc này thì em đang bán là 1.800.000 này. Đấy, 128GB. Cắm trước cắm sau đẹp luôn này. Đấy, 6 Plus mọi người nhá, 128GB, vân tay đầy đủ, máy đẹp, đã fix ICD rồi, chỉ việc cắm SIM là dùng thôi. Em bán là 1.800.000 đồng. Tiếp cuối cùng ở video này là một chiếc S9 Plus. S9 Plus máy bị một sọc hồng nhỏ ở đây nhá. Đấy, sọc hồng nhỏ ở đây này. Con này thì kính nó bị nứt một đường ở cạnh đây, mờ mọi người nhá. Có khó nhìn cái vết nứt đấy lắm. Còn đâu là màn hình của nó đẹp này. Màn hình lớn rất là đẹp nhá. Mọi người biết A9 Plus rồi đấy. Cấu hình thì RAM 6, bộ nhớ 128GB. Cực kỳ là ok luôn này. Đấy, màn hình màn OLED 2K cộng. Camera đẹp đỉnh luôn này. Mọi người mua về chơi game, chạy Grab cũng như là nghe gọi quay phim chụp ảnh cực kỳ đỉnh nhá. Con S9 Plus này thì em bán là 2 triệu thôi. Máy có hỗ trợ vân tay này, camera kép bằng sáu lưng và cảm biến mù mắt đầy đủ luôn mọi người nhá. Đó, S9 Plus này 2 triệu bị một sọc hồng nhỏ ở đây thôi. Mọi người yêu thích thì alo cho mình sớm nhất đặt hàng nhá. Tôi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo mọi người nhá.